Rồi, hello cả nhà đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Quang Dũng Ga Có Nhạc nha. Bữa nay Dũng với anh Hai Lợm đi ở Phú Giáo, Bình Dương. Anh Hai bữa nay là có hỗ trợ cho một bé là chết đuối. Hỗ trợ cái hòm cả nhà. Anh Hai hỗ trợ cho bé hoàn cảnh khó khăn nha. Bị nghe nói là chết đuối nước. Tội nghiệp lắm. Bây giờ Dũng với anh Hai đã đến nơi rồi. Tí xíu nữa Dũng sẽ quay cho cả nhà xem là hoàn cảnh với lại là bé đó nha. Giờ Dũng đi đây là gặp cho cả nhà anh Hai nha. Hello anh Hai. Ủa, gặp nữa. Anh phải gặp anh Hai chứ, anh Hai phải, anh em phải gặp nhau hoài hoài mới được anh Hai ơi. Nay ăn nhậu nhau. Nay ăn gì chưa nay? Thôi, sáng mời điện đó chưa ăn, để tiền đi từ thiện cho người ta. Tội nghiệp hôm nay quá trời. Hôm nay chưa ăn uống hết trơn là sáng sớm là phải chạy lên đây cho kịp nha cả nhà. Chạy ngựa mà. Dạ. Phải chạy tối ngày không ngoài đường. Tí xíu nữa Dũng sẽ quay cho cả nhà xem cuộc hành trình của những anh em đi lại hỗ trợ cho một bé gái 12 tuổi nha. Rồi cả nhà đừng gửi màn hình nha cả nhà. Hello cả nhà. Dạ. Sáng ăn lành, tốt đẹp, thuận lợi công việc. Cảm ơn anh Hai.